Thưa quý vị, chiều tối 13 tháng 10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra cảnh báo, ở khu vực giữa biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp có tọa độ ở khoảng 10,5 đến 11,5 độ vĩ Bắc và 114,5 đến 115,5 độ kinh Đông. Dự báo trong hôm nay 14 tháng 10, vùng áp thấp này sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc trong ngày và đêm 14 tháng 10 vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông mạnh. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió mạnh.